Xin chào tất cả các bạn. Để giúp các bạn làm quen công cụ Pen, trong bài hôm nay tôi sẽ hướng dẫn với các bạn cái cách sử dụng công cụ Pen để tạo ra một cái sản phẩm 2D đơn giản, đó là cái tách cà phê. Chúng ta tạo ra một cái file mới bằng cách chọn menu File và New. Ở đây cái đơn vị tôi chọn là cm. Và cái bề rộng này, width này, tôi chọn nó là 15. Và cái chiều cao height này là tôi chọn là 10. Và cái độ phân giải tôi chọn là 300 pixel trên inch. Cái background content này tôi chọn là white, là màu trắng. Tôi nhấp vào OK. Để sử dụng cái công cụ Pen thì dĩ nhiên là chúng ta phải kích hoạt nó. Ở đây là hiện tại cái công cụ Pen cộng, tức là công cụ Add Anchor Point được kích hoạt, chứ không phải là công cụ Pen. Vì cái nhóm này nó có nhiều công cụ nè các bạn. Cái nhóm này nó có nhiều công cụ. Thì công cụ nào được chúng ta sử dụng rồi thì nó sẽ lấy ra làm cái biểu tượng bên ngoài này, tức là nó được kích hoạt. Cho nên nếu muốn sử dụng công cụ Pen mà lúc này nó chưa phải là công cụ Pen thì chúng ta phải nhấp và giữ chuột ở đây để kích hoạt lại công cụ Pen. Trên file ảnh này tôi nhấp một điểm đầu tiên để tôi tạo cái điểm đầu tiên. Nhấp chuột để tạo điểm đầu tiên. Sau đó tôi bấm giữ phím Shift và tôi nhấp một điểm thứ hai. Cái việc kết hợp với phím Shift là cho chúng ta vẽ một đường nằm ngang hoặc thẳng đứng đó các bạn. Rồi ở đây tôi vẫn giữ Shift, tôi nhấp chuột. Ở đây tôi chọn một điểm nữa. Rồi sau đó tôi có thể nhả phím Shift ra. Nhấp chuột vào điểm đầu tiên này để đóng đường path. Tiếp theo tôi kích hoạt cái công cụ là Add Anchor Point, là cái Pen cộng. Tôi nhấp vào đây một điểm để tạo ra một cái điểm nail. Và tôi kéo cái điểm này sang đây. Tôi chỉnh sửa cái tay nắm này lại một ít cho cái đường cong nó tương đối nó mềm chút xíu. Bây giờ tôi sẽ chuyển cái đường path này thành vùng chọn thì có hai cách. Cách thứ nhất là tôi kích hoạt trở lại công cụ Pen. Và trên thanh thuộc tính này tôi nhấp chuột vào cái selection. Nó sẽ bật ra một cái bảng là cho chúng ta là nhập vào cái giá trị feeder. Ở đây tôi chọn feeder là 3. Tôi nhấp OK. Các bạn thấy khi đó thì cái vùng chọn này nó được tạo ra bằng cách là nó chuyển cái đường path thành vùng chọn. Thì vừa rồi các bạn biết là một cách là chúng ta chọn trên cái thanh property này. Còn một cách nữa nhanh hơn là chúng ta bấm phím Ctrl Enter thì cái đường path cũng chuyển thành vùng chọn. Đó là hai cách để chuyển đường path thành vùng chọn. Tôi nhấp chuột vào nút Create New Layer này để tạo ra một cái layer mới. Mặc định nó sẽ tạo ra một cái layer có tên là Layer 1. Tiếp theo tôi muốn tô màu cho cái vùng chọn này thì tôi nhấp chuột vào cái hộp màu Foreground này. Tôi chọn một cái màu nào đó bất kỳ mà tôi muốn tô. Ví dụ như ở đây tôi chọn màu này. Các bạn thấy cái màu này là cái màu cũ ở trên thanh công cụ, trên cái hộp màu foreground của thanh công cụ. Còn cái hộp trên này, hộp cái chữ new nè, là cái hộp màu mới mà chúng ta đang chọn này. Ví dụ ở đây tôi chấp nhận cái màu này, tôi bấm OK. Tôi chọn Edit Fill hoặc là bấm phím Shift F5. Vì tôi muốn tô cái màu vàng vàng cam cam này cho cái vùng chọn này, cho nên ở đây tôi chọn là foreground. Các bạn thấy ở đây nó có nhiều giá trị, có thể là background hay là color hay là pattern hay là cái gì đó. Ở đây tôi chọn là foreground vì tôi muốn fill cái màu foreground này, cho nên tôi chọn foreground. Tôi bấm OK thì cái vùng chọn này được tô cái màu chính là màu foreground. Tôi hủy chọn bằng cách chọn select, deselect hoặc là bấm phím Ctrl D. Tiếp theo tôi rê cái layer 1 này, tôi thả vào cái biểu tượng new layer thì tự động nó sẽ tạo ra một cái bản sao của layer 1, đó là layer 1 copy.
Tôi kích hoạt công cụ Move. Rồi. Tôi dời cái đối tượng sang. Bấm phím Ctrl T. Nhấp chuột phải vào bên trong của cái vùng bao này. Chọn là Flip Horizontal. Tức là lật cái file, lật cái đối tượng này lại theo cái chiều ngang. Tôi dời vào. Xong tôi bấm Enter. Bây giờ ở đây là có hai lớp, là lớp có tên là layer 1 và layer 1 copy. Tôi muốn gộp hai layer này lại thành một luôn. Thì tôi chọn, hiện tại là đang chọn layer 1 copy. Các bạn thấy nó có nền màu hơi xanh xanh xám xám này là đang chọn. Tôi nhấn giữ phím Ctrl và click vào cái layer 1. Khi đó cả hai layer này được chọn. Xong nhấp chuột phải. Chọn là merge layers. Thì hai layer này được gộp lại thành một. Bây giờ tôi muốn thu nhỏ cái đối tượng này lại. Tôi bấm phím Ctrl T. Sau đó tôi giữ phím Shift và phím Alt. Đồng thời tôi rê kéo giảm nhỏ xuống. Cái việc giữ phím Shift và phím Alt là để rê cho nó theo đúng tỷ lệ nha các bạn. Để thu nhỏ hoặc phóng to đúng tỷ lệ, nó không bị biến dạng cái đối tượng. Xong, tôi bấm phím Enter. Tiếp theo, tôi dùng cái công cụ là Rectangular Marquee này, tạo một cái vùng chọn hình chữ nhật như thế này. Xong tôi tạo ra một layer mới. Đồng thời tôi fill cái màu giống như cái màu của cái phần thân của cái tách cà phê này luôn. Và bây giờ tôi fill bằng cái phím tắt, đó là phím Alt, là phím Delete. Phím Alt Delete là để fill cái màu foreground cho đối tượng. Rồi tôi hủy bỏ vùng chọn bằng cách tôi nhấp chuột phía bên ngoài vùng chọn. Xong tôi bấm phím V trên bàn phím để kích hoạt công cụ Move. Các bạn thấy hiện tại trên bàn phím đây là công cụ Rectangular Marquee đang kích hoạt. Bây giờ tôi bấm phím chữ V thì công cụ Move đang được kích hoạt. Xong tôi dời đối tượng lên. Bây giờ tôi chọn cả hai layer đang ở layer 1. Tôi bấm phím Ctrl và tôi chọn vào cái layer 1 copy này để hai layer này được chọn. Và trên thanh trạng thái tôi chọn vào đây. Các bạn thấy là để canh cho hai đối tượng này nằm canh giữa hàng với nhau, giống hàng ngay đều với nhau ở giữa. Hiện tại các bạn thấy là hai layer đang được chọn. Bây giờ tôi muốn làm việc với cái layer bên dưới này, layer chứa cái hình chữ nhật nhỏ nhỏ này. Thì có một cách nhanh để chọn là tôi click chuột phải vào ngay cái layer đó và chọn cái hàng đầu tiên. Cái hàng đầu tiên là cái tên của layer đó. Tôi chọn là layer 1, tôi nhấp vào đây. Các bạn thấy khi bây giờ là layer 1 đang được chọn. Tôi dời cái đối tượng hình chữ nhật này lên trên một ít bằng cách là bấm phím mũi tên đi lên. Tôi lại tiếp tục gom hai đối tượng này lại thành một layer luôn. Thì tôi chọn cả hai layer. Bấm giữ Ctrl và bấm layer bên dưới. Và bây giờ tôi gộp cái đối tượng này lại bằng phím tắt là phím Ctrl E. Tôi bấm phím Ctrl E trên bàn phím. Thì các bạn thấy là cả hai layer này được gom lại thành một layer. Nó có tên là layer 1. Tiếp theo tôi tạo ra một layer mới trống khác. Tôi nhấp vào nút này thì nó sẽ tạo ra một cái layer tên là layer 2. Và layer như và bảng layer như thế nào thì các bạn xem lại bài layer các bạn sẽ rõ. Tôi nhấp vào đây và giữ chuột. Sau đó tôi chọn là elliptical marquee. Tôi vẽ một cái vùng hình ellipse như thế này. Sau đó tôi tô cái màu vàng này luôn bằng cách là bấm phím Alt Delete. Tôi nhấp chuột bên ngoài cái vùng chọn để hủy vùng chọn. Rồi tôi vẽ một cái hình ellipse nhỏ. Bây giờ tôi muốn mang cái vùng chọn này đi thì tôi đưa con chuột vào bên trong lòng của cái vùng chọn này. Tôi kéo nó sang đây. Sau đó bấm phím Delete để xóa bỏ cái phần hình bên trong. Hiện tại tôi đang đứng trên layer 2. Layer 2 là cái layer mà có cái đối tượng
hình elip màu vàng vàng này nè. Tôi tạo thêm một vùng chọn nữa ở trên đó và tôi bấm phím delete để tôi khoét rỗng phía bên trong này. Dùng công cụ move để kéo. Tôi dời đến vị trí này. Sau đó tôi bấm phím Ctrl T và để chuột bên ngoài để tôi xoay cái đối tượng này đi một góc. Khi cảm thấy được rồi thì tôi bấm phím Enter. Ở đây các bạn chú ý là cái đường biên của cái phần thân của cái tách cà phê này nó hơi bị nhòe, nó hơi bị mờ một ít, là do lúc ban đầu tôi sử dụng cái vùng chọn đó, tôi có dùng feeder. Còn cái đối tượng hình oval này là cái quai của cái tách này và cái phần đế này tôi không có dùng feeder, cho nên các bạn nhìn thấy cái cạnh nó này nó còn rất là sắc nét. Thì nhìn vào cái hình nó cũng không có hợp lý lắm. Ở đây có thể là tạm thời chữa cháy bằng cách là các bạn chọn công cụ Blur. Blur tool này. Cái này. Các bạn phải đang ở chọn cái layer này nha. Cái layer chứa đối tượng là cái white của cái tách này nha. Đây tôi tắt mở các bạn thấy nè. Khi tắt mở thì các bạn thấy cái hình nó chớp tắt. Thì các bạn biết chính cái layer này tên là layer 2. Layer 2 này tức là chứa cái đối tượng này. Thì khi tôi đã ở đúng cái layer đó rồi thì tôi dùng công cụ Blur này. Tôi chà nhẹ vào cái phần biên của đối tượng thì nó cũng sẽ làm mờ cái đường biên nha các bạn. Tạm thời chữa cháy cho nó tương đối bằng cách đó. Rồi tôi chọn layer 1. Rê chuột và nhấp giữ chuột và rê vào cái đường biên nha các bạn. Để cho nó làm nhòe đi một phần của đường biên. Rồi, tạm thời như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra cái phần giống như cái làn hơi đang bay lên. Ở đây các bạn kích hoạt công cụ tạo shape này. Là công cụ Ellipse Tool. Tôi vẽ một cái đối tượng như thế này. Tiếp theo, ở nhóm công cụ Pen này, tôi kích hoạt công cụ là Convert Point. Các bạn rê chuột bao quanh cái đối tượng này, nhả chuột ra thì nó sẽ xuất hiện những cái điểm neo như thế này cho chúng ta thấy. Ở đây, tôi đang chọn công cụ là Convert Point. Tôi nhấp chuột vào đây để chuyển nó thành một cái góc nhọn. Nhấp vào. Tôi kích hoạt trở lại công cụ là Add Anchor Point. Là cái Pen cộng. Tôi nhấp chuột vào, nó xuất hiện cái tay cầm và tôi điều chỉnh cái handle này. Ví dụ như vậy. Bên đây cũng vậy, nhấp vào. Bây giờ tôi cũng chuyển cái đường path này thành vùng chọn luôn bằng cách bấm phím Ctrl Enter. Tôi tạo ra một cái layer mới nữa. Nhấp vào đây. Thì tự động nó tạo ra là layer 3. Và tôi cũng fill một cái màu là màu giống như cái màu đối tượng này luôn. Tôi bấm phím Alt Delete. Và tôi bấm phím Ctrl D để hủy cái vùng chọn này. Sau đó bấm phím V trên bàn phím để kích hoạt công cụ Move. Tôi dời cái đối tượng này lên đây. Tôi chọn tất cả các layer luôn. Nhấp giữ Ctrl, nhấp vào layer 2, layer 1 để chọn tất cả. Xong tôi kéo xuống. Các bạn thấy hiện tại là 3 layer này đang được chọn.
Bây giờ tôi muốn chọn là một cái layer mà tôi chọn trực tiếp trên cái đối tượng. Ví dụ như tôi muốn chọn cái hình, cái đối tượng là cái làn hơi này, cái mô phỏng làn hơi khói bay lên này, thì tôi nhấp chuột phải vào ngay đối tượng đó thì nó sẽ xuất hiện cái bảng, và tôi chọn cái dòng đầu tiên này, cái tên là layer 3 này chính là cái tên của cái layer chứa cái đối tượng này. Rồi tôi dời lên xong, bây giờ tôi copy đối tượng này ra thành một đối tượng nữa, tôi bấm phím Alt và R thả sang bên đây, nó sẽ tự động tạo ra một đối tượng nữa trên bảng layer. Các bạn thấy là có layer 3 copy, nó là bản sao của layer 3 này. Rồi bây giờ tôi muốn copy cái đối tượng này ra một đối tượng nữa, nhưng mà tôi không dùng cái cách là bấm phím Alt và R, mà tôi dùng cái cách là tôi kéo cái layer này, tôi thả vào cái biểu tượng new. Rõ ràng các bạn thấy nó cũng tạo ra một cái là layer 3 copy 2, nó là bản sao của cái layer 3 copy này, và vị trí của nó thì nó nằm phủ chồng lên ngay cái vị trí của cái đối tượng mà nó copy ra. Ở đây tôi đang chọn cái layer 3 copy 2 này thì tôi kéo nó sang. Bây giờ tôi muốn thu nhỏ cái đối tượng này lại, tôi bấm phím Ctrl T, xong nhấn giữ phím Alt Shift và tôi kéo cái góc này xuống. Cái việc nhấn giữ Alt và phím Shift để cho thu hoặc thu nhỏ hoặc phóng to lên nó giữ đúng tỷ lệ nha các bạn. Rồi tôi thấy được rồi thì tôi bấm Enter. Tiếp tục, tôi copy ra một đối tượng nữa thì tôi giữ phím Alt và tôi kéo sang đây. Tôi bấm phím Ctrl T, xong đưa chuột vào bên trong cái vùng cái khung bao này, tôi nhấp chuột phải và chọn là Flip Horizontal. Rõ ràng cái đối tượng nó bị lật, nó sẽ được lật lại theo cái trục ngang, trục Horizontal là trục ngang. Xong tôi bấm phím Enter, tôi có thể tôi dời đối tượng xuống. Bây giờ cả hai đối tượng là layer 3 copy 2 và layer 3 copy 3 này, tôi chọn cả hai đối tượng này bằng cách là tôi bấm giữ phím Ctrl và tôi chọn cái layer ở bên dưới này, thì các bạn thấy cả hai cái đối tượng này đều được chọn. Bây giờ tôi muốn copy một lúc cả hai đối tượng này luôn thì tôi vẫn bấm giữ phím Alt, tôi chọn hai layer xong bấm giữ phím Alt và tôi rê sang đây. Thì cả hai đối tượng đều được copy ra. Tôi chọn nhanh layer này. Chọn nhanh layer này bằng cách nhấp chuột phải và chọn cái dòng đầu tiên. Tôi có thể di chuyển bằng phím nha các bạn. Các bạn nhấp vào phím mũi tên lên xuống hoặc là phải trái gì đó. Rồi, thì tạm thời như vậy. Bây giờ tôi muốn thu nhỏ tất cả các đối tượng này lại cùng một lúc. Thì tôi chọn tất cả các layer. Tôi nhấp chuột vào layer bên dưới. Nhấn giữ phím Shift và chọn layer trên cùng. Xong tôi bấm phím Ctrl T. Nó xuất hiện một cái khung bao bao toàn bộ các đối tượng. Và tôi nhấn giữ phím Shift, đồng thời tôi kéo nhỏ lại. Xong bấm Enter. Để có thể di chuyển toàn bộ các đối tượng này đi vị trí này hoặc vị trí khác cùng một lúc, thì sau khi tôi chọn tất cả các layer xong rồi, tôi nhấp vào cái nút này, nút link này, để nó liên kết lại. Các bạn thấy là ở đây nó xuất hiện những cái mắt xích liên kết. Thì khi đó tôi chọn bất kỳ một layer nào trong cái nhóm liên kết đó thì tôi vẫn kéo được tất cả các đối tượng này đi. Tiếp theo thì có thể tạo một cái phần bóng mà phía bên dưới. Tôi tạo ra một cái layer mới nữa. Nhấp chuột vào đây tạo ra layer mới.
Tôi chọn công cụ là Elliptical Marquee. Tôi tạo một cái vùng chọn hình ellipse như thế này. Sau đó thì tôi nhấp chuột vào cái khung background. Foreground cũng được nha các bạn. Ở đây tôi chọn khung background. Tôi chọn một cái màu, ví dụ như màu này. Thì ok. Sau đó tôi tô cái màu background này cho cái vùng chọn này bằng cách là tôi nhấp phím Ctrl và Delete. Bây giờ tôi hủy vùng chọn bằng cách là tôi nhấp chuột phía bên ngoài. Layer chứa cái hình ellipse vừa tạo ra này đang được chọn là layer 4 nè. Tôi vào menu Filter. Tôi chọn là Blur và Gaussian Blur. Ở đây các bạn có thể thay đổi giá trị này. Nhỏ nhất là nó không có làm mờ. Các bạn tăng càng lớn, cái thông số này càng lớn thì cái đối tượng nó càng bị nhòe ra. Nhòe ra. Thì như thế nào cảm thấy là nó vừa thôi. Tôi ví dụ như vậy. Rồi, bấm OK. Kích hoạt công cụ Move để tôi kéo cái đối tượng này lên trên. Rồi. Coi như chúng ta tạm thời hoàn thành cái sản phẩm là cái tách cà phê bằng cách là sử dụng công cụ pen kết hợp với một vài công cụ và lệnh khác. Bài hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.